chào tất cả mọi người nha. Thì chúc mọi người có ngày cuối tuần thật là vui vẻ ha. Thì ngày hôm nay hôm qua mình công bố kết quả của Milligame và anh em nói chung là có một cái bình luận rất là hay. Thì bạn ấy nói là trao quà cho cái người mà đoán càng đúng đi. Nhưng mà thật sự mà nói mình cũng rất là muốn trao như thế, nhưng tại vì hồi trước á thì mình cũng đã làm như thế rồi. Tại vì nhiều thi á, hôm qua thì mình xem bình luận của mọi người cũng thấy có một bạn là 7 hay 6 7 hay 6 7 hay 7 7 hay 7 rồi 7 hay 9. Thì bạn đó nói là bạn đó nhắn lộn đúng không? Nói chung là mình không biết. Bây giờ mình xin mình hỏi ý kiến của tất cả mọi người ha, là có nên cho bạn ở trúng hay không. Tại vì tại vì hồi trước mình cũng làm kiểu đó rồi, nhưng mà sau đó thì bị chửi, bị mấy anh em khác chửi. Nói chung mình làm một cái minigame mới thì ok. Thì mình có ý tưởng ngày hôm qua có một bạn kia chia sẻ là bắt một con sâu và ngồi vẽ cái số lên trên đó, cho con sâu nó bò vô từng ô như thế á, thì sẽ chọn làm cái kết quả, làm cái kết quả để cho anh em đón á. Thì mình cũng tính làm như thế luôn. Thì đây nè, đó, thật sự mà nói là cái video này, cái comment này là để mình sẽ có bao nhiêu like, 17 like nhiều hơn cái việc, nhiều khi là nhiều hơn cái video của mình đăng luôn á mọi người. Thì mình không biết, nhưng mình nói chung là mình xin ý kiến của anh em. Nếu mà anh em nào mà đồng ý thì mình sẽ tặng cho, nói chung mình tặng quà cho bạn đó. Nói chung quà thì không có đáng bao nhiêu hết á, thì mình sẵn sàng mình tặng. Nếu mà ý kiến của anh em ok, mình sẽ ok với anh em luôn, là mình chốt cho bạn. Mình xem các bạn đó tên gì ta. 17 bình luận là mọi người xem phải không? Hơn mấy cái này của mình luôn, mình chỉ có 11, 12 thôi. Khủng khiếp. Và cái tên của bạn này không giống với lại cái tên của bạn đón đâu nha mọi người. Cho nên mọi người đừng nói là người ta là gì, đồng lõ hả gì đó. Nhiều khi mà hôm qua mình nhớ mình đọc có 2 cái 7 hay mọi người đợi mình xíu nha. Thì sáng ngày hôm nay thì mình cũng ngồi cho mấy con thú non của mình ăn thôi, chứ mình cũng không có làm gì hết. Với lại hôm qua là cũng có một bạn là bình luận là 628 luôn rồi. Thì nếu mà tính theo mà sổ số thì bạn nó cũng gần đúng luôn. Thì lệch 2 giờ 7 28 và bạn nó 628 đó. Cho nên nó khó là khó chỗ đó mọi người. Đi ra tôm phần tôm này mày phá quá nha. Cho nên nó cũng khó chỗ đó. 728 với lại 628 nó cũng lệch nhau một con số thôi mọi người. Còn này 727 là tất nhiên là nó không trúng rồi. Nếu mà anh em mua chiếc số hay gì đó thì nó sẽ không có trúng được. Mà cả hai là đều gọi là không trúng, cho nên là mình không biết là sẽ chọn ai. Cho nên là mình bữa nay mình lên là mình hỏi để cho chắc. Nè bạn Út Vi nè mọi người. Đó, bạn nó chọn là 7 hay 6, 7 hay 7, 7 hay 7 và 7 hay 9. Có nghĩa là bạn nó sẽ chọn một con số 7 hay 8 á, tại vì bạn chọn 2 lần 7 hay 7 lần. Ok, thằng video này mình xin anh em là bình chọn ai là người đúng ha. Tại vì quà thì mình chỉ có một món quà thôi, cho nên mà có hai người thì chọn giống như thế. Thì anh em cho mình xin. Và để sau này ví dụ mà có ai thắc mắc gì đó thì mình còn có cái để mình nói, chứ không họ chửi mình nữa. Mặc dù đây thì cũng chỉ là một cái trò chơi thôi, hay gì mà mình tổ chức thiệt ăn mừng móc 13.000 thì mình không tổ chức. Thì mình tổ chức mini game cho anh em chơi tham gia. Tên. Nói chung là ba đứa nhỏ này nay tụi nó lớn lắm rồi mọi người. Đây, mình sẽ quay cho mọi người xem. Nói chung là tụi này nó ăn như cái máy luôn rồi. Cái lồng thì mới. Rồi mình hôm qua mình vũ khay phân, mình lập cái bóp bể cái góc luôn. Đó, bể cái góc cũng kêu rồi ha. Mình đập cái bóp giải luôn góc. Nói chung là hai con bữa là tụi nước mổ sớm, là tại có cái con kia nó dạy mổ. Giờ ba ông nội này mình nghĩ chắc cũng lâu à.
Thế là ba con này nó cũng không có nhanh lớn bằng hai con kia, mình không biết tại sao. Hay là do tại vì có con kia mình thấy vô nó nhanh lớn theo. Quay lại. Cái anh này không biết là mốt sau này lớn lên ảnh mỏ lột luôn vậy hay sao nữa nè. Đó. Đó rồi ha. Đúc thì mình đúc ăn bình thường thôi, mỗi ngày cứ dậy sáng. Giờ nó ăn cám thì mình cứ đúc cám không à. Mồi tôi thì cứ khay khới luân phiên à, có chứng kiến chẳng chứng kiến, có giới chẳng giới. Nhưng mà sâu gồng sâu khái mình không trang. Anh này anh nhỏ, nhỏ nhất mình lanh nhất. Nói chung là chim con thì mình kêu cái tiếng cho nó quen thôi, chứ không có chim con mà éo 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 vậy. Khi nào nó lớn mình mới kêu được đúng rồi. Cho nên nhiều khi anh em trời nó muốn âm u nữa rồi. Ngồi xem à. Trời đêm đang thui mù mịt luôn. Rồi bây giờ mới có sáu giờ 48 mọi người. Chủ nhật ngày 3 tháng 7. Kỳ. Lâu lâu mình đã quay góc quay bữa thì đó, thì có ba con đó, thì nói chung là ba con này thì cũng có người chốt luôn rồi nha mọi người. Thì nói chung là giờ mình sẽ nuôi dùm ảnh vài bữa rồi sau đó mình sẽ gửi đi tiếp. Cái việc mà anh em nói mấy con khú non giá cả thì thật sự mà nói sẽ mỗi người sẽ có mỗi giá thôi. Chim bổi cũng vậy, thì có người bán sẽ vài chục, cũng có người bán vài triệu cũng có, và cũng có người uy tín, cũng có một người lừa cũng có. Cho nên anh em cứ tìm nơi mà nói chung là anh em cảm giác mà nó uy tín nào ấy. Chứ hôm qua thì cũng có một anh nói anh ra tới bữa chim anh mua nhưng mà vẫn còn bị lừa khú da bò mọi người. Anh mua trống mà hành mái và anh không dám đem cái đó anh đổi. Cho nên thì nói chung là khi mà mua ở ngoài vựa chim á thì người ta bao mình thì mình cứ cầm ra đó mình đổi là bình thường. Thì nếu mà ở vòng vòng mấy vựa chim nhà mình á là như thế, nhưng mà ở vựa chim ở ngay nhà mình á là có một cái vựa chim cũng láo cá lắm, giống như cái anh đó nói vậy đó, đem ra và họ trớ hết mọi người, họ trớ hết, họ nó không quay con chim của họ này kia kia nọ. Thì cái vựa chim đó kế bên vựa chim mà mình hay ra, mình nói anh em đã biết, thì đa số thì chơi thì vựa chim thì anh em cứ thấy chỗ nào mình uy tín thì mình ra thôi, chứ còn mấy cái chỗ mà vậy mình ra làm gì, mất tiền quan còn lại không được gì hết, mình đem tức đem về nữa. Cho nên thì khi mà mua chim ở vựa chim thì cũng nói rõ ràng với họ là con chim bổi đúng không, anh chị bao đúng không, thì bao thì mà tôi đổi thì như thế nào.
đổi rồi có lỗ tiền hay không. Thật sự nhiều khi mình thấy ra mấy bữa chim họ có những bữa chim họ nói đổ rồi đem mà đổi là thường là lỗ hết 20-30% mọi người. Mà trong khi đó là tiền mình chăm chim cho họ mà mình chưa tính nữa á. Đó, mà nhiều người họ lại như thế. Nói tới cái này thì mọi người cũng nhớ cái vụ hồi xưa của mình không? Mình có kể với anh em nghe là mình bán chim rồi, xong anh đó muốn bán ngược lại mình thì anh nói anh không tính tiền công anh chăm đâu mọi người. Mà trong khi đó nuôi chim đã bị lỗi rồi và anh chim nó ảnh nuôi là nó đạp mái đẻ luôn rồi. Và do ảnh làm cái người kế bên đó, họ làm động hư phá cái anh em bán ngược lại cho mình thì ok mình sẵn sàng mình lấy lại cái giá gốc thôi chứ không gì hết. Nhưng mà anh chim lỗi thì tất nhiên không thể nào mình thu lại giá gốc được đúng không, thì con chim mình lúc đầu mình đưa như thế nào mà lúc sau mình phải nhận như thế mình mới dám lấy tiền như thế mình mới mua được chứ. Ví dụ anh em tự nhiên không anh em nuôi chơi chán đã hư thấy con chim có lỗi anh em đem đi bán cho người ta rồi tính tiền công chăm nữa hả. Cái đó thì mình mới thấy lần đầu tiên. Và thường thì dựa chim họ sẽ làm như thế mọi người, cho nên là cũng có dựa thì họ sẽ không có, do những anh em uy tín thì nói chung là quen biết nhau thì họ sẽ không có tính phần đó. Nhưng mà thường thì đa số mình thấy là 10 dựa hết đâu cũng 7-8 dựa họ sẽ làm như thế. Thì cho nên là anh em cứ có gì mà thắc mắc thì anh em cứ nói chung là tốt nhất mình rào trước, là mình mua chim của người ta mình sẽ rào trước cái là những cái mà trường hợp xấu nhất xảy ra. Giống như giờ mình mua thì mình dặn người ta nuôi giùm hay gì đó thì có vấn đề gì mình cũng hỏi. Ví dụ mà trong bao nhiêu ngày đó mình không có bắt thì người ta bán người khác thì đúng rồi, tại vì lúc đó đúng con chim đó lúc đó người ta bán như thế. Và khi mà mình không mua thì chim người ta nuôi miết rồi lỡ rồi mình cái miệng không mà mình không bắt là làm sao. Cho nên là nhiều khi mình cũng hay nói anh em á, mình cũng nói rồi là ai tới trước mình bắt trước thôi, còn không thì chuyển hết tiền cho mình hoặc là cọc lại đó. Thì trong khoảng thời gian bao lâu anh em không bắt thì tất nhiên phải mất cọc thôi, cũng giống như là anh em đi mua một cái vấn đề một cái gì đó anh em cọc hoặc anh em mua đất thì trong vòng khoảng một tháng anh em không chồng tiền xuống tiền hết cho người ta thì tất nhiên anh sẽ có mất phần tiền cọc đó. Thì đối với chim mình cũng như thế ha, thì mình cũng hay nói với anh em như thế để anh em có thể là anh em hiểu hơn là khi mà mua chim giao dịch đối với những người khác thì thường thì mình cũng hay nói rồi là anh em cứ lựa chỗ nào mà đẻ mua, còn không anh em cứ mới tập chơi thì tốt nhất là nên ra bữa chim để xem và cảm nhận được những cái gì ở ngoài bữa chim á, rồi sau đó mình sẽ đi tìm hiểu đến những anh em khác. Tại vì bữa chim á nó có rất là nhiều loại chim và ở ngoài đó tại sao á cái học trước của họ nó lại bé tí như vậy, nó không có bự ha, và tại sao thì có những con anh em bắt về nó tông tóc đầu tại da sáu mỏ đó. Thì như vậy mình sẽ nuôi từ lên. Nhưng mình hồi xưa mình chơi cũng là từ một cái ổ bùa chim mình đem về mình chơi riết, rồi sau này mình đi học hỏi tìm tòi từ những người chơi khác và cũng có đi bẫy chim luôn, đi bẫy chim để cảm nhận được cái cảm giác mà ở ngoài rừng anh em đi thợ bẫy luôn. Nhưng mà khi mà đi bẫy chim thì anh em thấy cảm giác nó rất là khoái, sướng mọi người, sướng lắm. Đi ra mà nghe một con bổi rừng mà nó kêu một cái trời ơi mê ly luôn. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc với hai người. Nói chung là mình mong mọi người góp ý kiến cho mình là sẽ chọn bạn nào trúng hoặc là mình sẽ làm một cái mini game mới để anh em đón. Thì mini game mới thì mình đã có ý tưởng rồi, đó chính là mình sẽ vẽ từ 0 đến 9 và chỉ chọn hai con số thôi mọi người, mà từ 00 đến 99 à, là sau đó mình sẽ thả con sâu hoặc con dế cho nó bò vô hai lần, hoặc là mình dùng hai con để mình bỏ con trước con sau và nó chạy như thế nào, nó chạy vô cái ô nào đó thì mình sẽ chọn con số đó và mình ráp lại mình sẽ là lấy cái kết quả. Giờ mình cũng sẽ kết thúc video hang, chào tạm biệt tất cả mọi người.